Rừng trên đàn báu tốt đẹp trang nghiêm, có đủ thứ hoa đẹp thường mưa xuống hoa vô tận, giống như vườn tạp hoa của trời đế thích, vua các hương thơm không đâu sánh bằng, sông khắp tất cả. Giống như thiện pháp đường của trời đế thích, các cây âm nhạc, cây bảo đa la, lưới các linh báu vang ra diệu âm, như trời tự tại, thiên nữ thiện khẩu, vang ra tiếng ca, các cây như ý, đủ thứ y phục đẹp, thòng xuống trang nghiêm. Giống như biển cả có vô lượng màu trăm ngàn lầu cát các báu cha nghiêm, như cung trời đao lợi, đại thành thiện kiến, lọng báu răng rộng như đỉnh Tu Di, quang minh chiếu khắp như cung Phạm Vương. Bấy giờ thiện tài đồng tử thấy vô lượng công đức đủ thứ sự trang nghiêm trong vườn hoa đó, đều do nghiệp báo của Bồ Tát thành tựu, căn lành xuất thế sinh khởi, công đức cúng dường chư Phật chảy ra, tất cả thế gian không ai bằng được. Đó đều do tỳ kheo ni sư tử tần thân thấu rõ pháp như huyễn, tích tập phước đức thiện nghiệp, thanh tịnh rộng lớn mà thành tựu. Trời rồng tám bộ chúng vô lượng chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới, đều vào vườn này mà chẳng chặt hẹp, Tại sao vậy? Vì do sức oai thần không thể nghĩ bàn của vị tỳ kheo ni này. Bấy giờ thiện tài, thấy vị tỳ kheo ni sư tử tần thân ngồi khắp trên tòa sư tử dưới tất cả các cây báu, thân tướng đoan nghiêm, oai nghi tịch tĩnh, các căn điều thuận như voi chúa lớn, tâm không dơ trượt như ao thanh tịnh, khắp cứu giúp chỗ mong cầu như châu báu như ý chẳng nhiễm pháp thế gian như hoa sen, tâm không sợ hãi như sư tử chúa, hộ trì tịnh giới không thả huynh động như núi tu di hay khiến người thấy tâm được mát mẻ như vua hương thơm, trừ được các phiền não nóng bức như hương thơm trên đàn trong núi tuyết, chúng sinh thấy được các khổ đều tiêu diệt như vua thuốc thiện kiến. Ai thấy được đều không luống qua như trời bà lâu na, hay sinh trưởng tất cả các mầm căn lành như ruộng phỉ nhiêu tại mỗi tòa, chúng hội khác nhau, pháp môn nói ra cũng đều khác nhau.